Dạ. À, đó. Trời ơi là trời. Mày ăn cho cái mập cái thay mày. Áo của ai vậy chị? Áo của tao á. Áo này của chị em chưa vậy? Ok. Chị Tiên ơi. Chị Tiên đâu rồi? Tiên mất ăn rồi chị ơi. Tiên qua với anh gì rồi đó bệnh. Ừ. Cô bán sạch đấy. Cái bảo nãy á, anh thấy trên chương trình thôi nhưng mà chưa tiếp cận gì. Anh chụp hình lắm. Rồi. Bây giờ là tới ai ta? Chị. Mấy phần? Không, chị sẽ được một phần đầu tiên. Ok. Ok chị. Gửi chị. Một phần ba. Phần ba này. Ok. Quay đi ba nhiều nha anh. Cảm ơn. Chưa. Chưa, cảm ơn. Cảm ơn nhiều, ok. Hai phần, ok con. Ok, ok con. Hai phần, ok. Đây, hai phần. Đây, của bữa nay không qua bên Tây Phi hả anh? Không qua rồi. Ok, cảm ơn em. Ba phần. Cái sắp một phần à. Hôm qua 2 phần 3 của em đủ hết đó. Dạ chị em xin một cái bao. Ok em mua bao trộn phải không? Ok 1 phần 3 2 phần 3 con. Ok. Cảm ơn nghe. 2 phần 3 đó em. Ok ok cầm giùm các thi. Làm gì bất ngờ quá vậy. À, để các thầy gửi đây, cảm ơn nha. 1 phần 3, 9 triệu. Ok các thầy. Mấy phòng? 10 ngàn, các thầy xin 10 ngàn. Ok, đưa cho em nó cái bịch. Rồi ok. 1 phần. Ok, cảm ơn. Rồi. Chị ơi, tới chị nè. Cho chị này 1 phần 3, chị gì à? Đó, ok. Rồi. Ok. Ok, cảm ơn. Hết bánh rồi. Bé này. Kèm bánh tráng trộn quá hà. Ủa, ổng rồi anh xếp hàng nữa. Xếp nữa. Đúng không? Không phải mấy bữa rồi, mấy hôm bữa lâu rồi cưng, lâu rồi, nay cả tháng nay rồi, nay cả 2-3 tuần lễ nay rồi chị cưng. Bà nội mà nghĩ sao áo đâu của con bà nội, áo của ba ruột mày đó, đem vô chùi đi má. Rồi mọi người đợi em tí xíu nghe. Có bánh qua liền. Rồi. Ok. Đó. Nè có măng cục nè. Giờ mọi người hiểu không? Giờ gác nó vậy rồi. Mà gác nhuyễn không à. Giờ mình hốt làm sao? Mình lùa không biết lùa làm sao. Mấy cha mấy mẹ trên YouTube á, cứ xuống ngày nói á, bán mày gì đâu mà gác không à, thì bán mà không có gác sao bán. Nhưng mà bây giờ mình có gác đi chăng nữa mình cũng đâu phải là để đồ ăn dưới đất đâu, cũng để trên bàn là hoàng bàn xịn mà. Người ta hỏi là cái áo hồng nay mắc mưa rồi không có bận hả? Cái áo hồng huyền thoại, áo hồng rồi mấy người mà nói hỏi như áo hồng huyền thoại mấy người đó sai rồi đó. Cái thi nhiều áo lắm mà, tại vì cái thi á hay mặc áo đó và những cái đoạn clip á mà lên cái áo đó nhiều hơn là những cái áo bình thường. Không phải đẹp hơn mà nó dễ sử dụng hơn. Biết tại sao không? Nó mềm, nó nhẹ, mặc vô y chang không mặc vậy đó. Còn mấy áo này mặc vô nó siết cái tay cái nọ, có mình hoạt động á mình bị gò bó tay chân khó chịu lắm. Mà gặp mọi người á lao động hay mọi người buôn bán mà mọi người cứ hoạt động tay chân mà theo cái mà bị đè ép khó chịu lắm. Nói thiệt. Làm gì cho vui bà thi?
Không, em phải coi là em phải khúc gỗ đó mà, anh muốn quách em vui vui. Nói này, cái lúc anh phải để là tự nhiên. Bà thấy lúc buổi bà không phải chọc bà này lúc buổi. Làm YouTube, tập trung làm YouTube đi anh, đừng nói chuyện riêng nữa, mặt nổi mụn cũng nói nữa hà. Anh quên đi cái nghề YouTube hay gì rồi. Nói vậy mới vui, vậy mới vui đó bà. Không có chọc mà có vui bà. Vui, vui mẹ, vui mẹ, cười mẹ. Vui. Vui. Anh muốn quay người ta, anh muốn cười, anh cười hả? Ừ, anh Khánh là thói quen anh vậy rồi, dễ thương lắm. Đúng không anh Khánh? Anh quay mình là mình chưa có kịp nói là thấy bà bắt cười quá, thấy bà bắt cười quá thì tôi cười, tôi nhìn bà có gì chuyên gia chưa quay xong. Vui không mẹ? Vui không mẹ? Bây giờ mày lo mày bỏ vô nè, bỏ vô nè, để chút mình hốt bánh tráng mình bỏ vô nè. Ba phần mười làm mười phần ba, mười phần hai đó, mình bỏ mười phần ba ở đâu, mình bỏ mười phần hai ở đâu, mình nhớ một lát nữa mình đem bánh ra mình vô vô bao vô vô góc cạnh đàng hoàng cho người ta khỏi bị chờ đợi. Ừ, mình tội nghiệp đợi tí hả? Chưa em từ từ bánh tráng này mọi người ăn nó mặn mặn ngọt ngọt, muối sa tế, bánh tráng muối sa tế, mà bánh tráng này bánh tráng phơi xương. Ở đây là em nó đem lên cho các thi, kêu các thi bán thử. Thì trên phương diện giống như bán giùm nó vậy đó. Thì một bịch giá 20.000. Mà các thi ăn một bữa lần rồi thì các thi thấy nó bình thường. Ok em 5 phần. Rồi bây giờ đưa cái bao trước đựng cho em nó 5 phần, coi chừng em nó quẻ. Một lát nữa nó ủa em mua hồi nào. Chết luôn đó. Chết luôn đó. Thì chị gửi cho em. Em giữ đó đi. Rồi ói cho chị 100. Anh Khánh nhìn con kỳ quá. Dạ, nhìn mau. Kiểu như là con ăn tươi nuốt sống, con ấy dạ, đẹp lắm rồi đó. Thôi đi má ơi má. Anh Khánh bóng đó má. Số không có thích bé bèo. Xô nè. Con Khánh bóng á. Không biết bóng rồi. Đừng giờ không biết con. Đi. Chắc ở Việt Nam nóng lắm hả? Đúng rồi em. Đi ba ngồi dáng cũng đẹp sang nữa. Sang qua đi ba là ba con xấu tôi hoài à. Đi qua ngồi tiếng à, sang đẹp. Dạ. Thôi nè. Ủa. Xin xấu nội nó hả? Trời ơi là trời. Những cái thằng mà xin xấu nội nó đó toàn là ở trong khám lớn ra không à. Không thằng nào bình thường được hết trơn á. Em ý định gì? Em sao xin xin xấu nội nói vậy? Đấy cái hà đứa con. Đen. Hưng đen. Hưng đen. Không phải Hưng đen. Đen buông. Buông em. Hưng thâm đen. Hưng em vừa trắng là vừa tròn. Đây. Đây chỉ có bánh mì xí mạng. Anh đồng quận 7 nha. Em là Hưng thâm đen. Sao mọi người kêu mẹ em bằng anh hùng? Mày nhắc là tao mới đau đó. Còn lớn nữa. Lớn bà nụ cha mày. Cái thây của mày tao giái ai rước mày, tao nghĩ không ai rước đâu. Có xe nhà quả. Chị nói vậy kì là heo chính hơn bua liền. Trời ơi là trời. Em nói thiệt với mọi người nha. Em mà nuôi được con heo nó tạ 1 tạ 2 như vậy á, em đem vô mùng 1 Tết em mừng biết bao nhiêu cho xã làng ăn đó. Thiệt. Cái thay bả ai mà đàn ông á muốn lấy bả à, cứ việc yên tâm đau. Cứ việc yên tâm khỏi mùa niệm kim đan đau. Anh cứ linh niệm em ngược kim nằm đau. Mày đừng có nói dối người ta. Trước khi đâm mày, trước khi đâm mày cũng qua nhiều lớp mỡ mày mới đau. Chứ không có bình thường đâm vô đau liền hết chứ đúng không em? Không vô luôn. Không vô tại vì mỡ xa nó quá dày. Đúng không con? Mày biết cái gì mày cười? Trời ơi, chứ hỏi ai hỏi con. Biết mẹ gì? Hỏi mẹ vui. Vô phòng 3 hả thằng nào? Anh Khánh anh vậy đó mọi người. Anh thật là ngốc nghếch. Tự nhiên hỏi con, chứ không con. Trời mọi người đợi em tí xíu nha mọi người nha. Rồi chừng nào có bánh gì? 10 phút. 10 phút. Bye bye, bye bye, nó không qua. Nó qua là nó qua. Rồi mọi người đợi em tí xíu ha.
một lát nữa rồi đó. Em kể cái câu chuyện này cho mọi người nghe. Cái câu chuyện đó có tựa đề là câu chuyện dùi cui. Rất là lạ.